Đây chúng ta tiếp tục nghe thánh giáo cái chủ đề là tam thể sắc thân hòa loan thái sư phước lễ sanh nhung hầu đàn lễ sanh hợi hương tỷ du giáo hữu thái tý thanh đêm mùng 4 tháng 12 năm Tân Sửu cao thượng phẩm bần đạo chào mấy em học hỏi nhiều trên đường bí pháp. Nhưng bởi từ trước gì thầy chưa định, điển chưa thuần, nên những bài học tập có phần không rõ rệt hay là nó có chỗ khuyết điểm. Vì vậy, từ đây bần đạo phải dạy lại cho thêm rõ và bồi bổ thêm. Nói về đệ nhất sát thân hay là thể xác thì sự cấu hợp của nó do những tế bào, trong đó có những điển từ dương và điển tinh tử âm mà tạo thành. Mỗi thể xác đều do những tế bào mà trong nguyên tử tinh trùng cấu tạo bởi những hộp nguyên tử, trong đó có một điển tử dương và 9 điển tử âm. Thể xác nào cũng vậy, có khác nhau là do nơi đệ nhị sát thân mà thôi. Thể xác ấy là nguyên tinh của thảo mộc và vật chất tạo nên. Bởi cơ khi thể xác trở về mặt đất thì trở nên đất. Nói về đệ nhị sát thân, chân khí là sự tiết tinh của chân tinh, hoặc trong sạch hoặc ô trượt mà đổi nên hình sắc. Như chân khí toàn trong trắng chí thánh thì nó là một hào quang sáng chói, còn chưa được thánh chất thì nó còn màu hồng, còn như ô trượt thì nó lại là màu tím. Bởi những hào quang ấy bao phủ lấy thể xác, đặng tiếp điển cùng chân linh hay chân thần. Thoảng như chân khí bị lao động thì nó hoàn toàn vẫn là thể chất hay là vật chất khí. Do đó mà những người chưa được tinh sạch hay định tĩnh thì bị thể chất lôi cuốn và không thể đi cao hay tầm hiểu cao hơn được. Nó cấu tạo bởi hơi của chân tinh bốc ra. Chân thần hiệp với chân khí gọi là đệ nhị sát thân. Chân thần ấy là điểm linh của Phật mẫu ban cho, nên nó thuộc về âm, gọi là âm khí hay âm quang. Còn đệ tam sát thân là điểm chân linh, tức là dương khí hay dương quang, do nơi ngôi tháo cực, tức là chí tôn chiếu xuống. Âm khí tiếp dương khí mới làm cho chân khí được nhẹ nhàng tinh khiết, chỉ như hơi nước được nấu lại một lần nữa mà biến thành không khí. Khi chân khí được tinh ba thì điểm của dương khí mới rọi thẳng được đến mê hồn cung mà làm cho người trở nên sáng suốt, minh mẫn. Về tam thể xác cấu tạo bởi nguyên lý ấy, mấy em coi lại mấy bài trước thì thêm rõ. Nói cho thật khổ vi, thêm nữa là thái cực là một khí chân dương, do đó mà chỉ có thanh khí mới có thể tiếp được linh quang chiếu rọi. Mấy em ráng học tập, một ngày kia hữu dụng và sẽ được biết về mặt bí pháp tâm truyền. Đây chỉ là bí pháp khẩu tụng mà thôi. Thêm vào từ điển cấu hợp thể xác của người âm do nơi điển tử dương và chính điển tử âm. Còn chân khí kia là một dương ba âm, chân linh là một dương một âm, còn thái cực chỉ có một dương mà thôi. Bần đạo kiếu thăng.